Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trong ngày hôm nay. Hôm nay thì có một dịp đặc biệt, đó là mình mới ghé qua tiệm bán cá cảnh gần nhà. Thì cái tiệm bán cá cảnh này nó không hẳn là một tiệm bán cá cảnh không. Nó có bao gồm tất cả những loài thú cưng khác như là chó mèo, chim chóc và bò sát đều có hết tất cả ở trong đó. Và ngoài ra, trong cái tiệm thú cưng này nó có tất cả những loại thuốc và dụng cụ cần thiết để mình nuôi những con thú cưng của mình, dành cho cá, dành cho chó mèo, dành cho bò sát và dành cho chim chóc đều có hết nhé các bạn. Nếu mà các bạn nào mà đang có thắc mắc mà các bạn mới ở bên Mỹ á, hoặc là mới qua đây mà các bạn chưa biết được cái chỗ nào mà bán cá cảnh mà nó tốt, an toàn và không mắc nhiều bệnh thì các bạn hãy nên đến cái tiệm Petco mà mình chuẩn bị tới tới đây. Cái tiệm này thì mình cực kỳ thích một cái, đó là khi mà những con cá mà mình mua trong cái tiệm này á, nó rất là khỏe mạnh và nó không mắc một cái chứng bệnh gì hết, hầu như là không có. Không như giống như là những cái tiệm bán cá cảnh khác gần nhà mình, nhiều khi mình mua về mình sẽ mắc một số bệnh mà mình không biết, hoặc là mình không biết con cá đó nó có tập tính như thế nào thì mình không có thể quan sát được nó đang có bị bệnh hay không. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến cái tiệm bán cá cảnh đó nha các bạn. Bạn, đây là cái trung tâm bán cửa hàng và nó bán đầy đủ các loại mặt hàng hết. Thì trong đây nó có một cái tiệm bán cá rất là lớn. Như các bạn đã thấy, cái trung tâm thì nó giống một cái siêu thị vậy. Đây là cái tiệm bán cá mà mình hay đến thường xuyên, nó tên gọi là Petco. Thì đây là toàn cảnh của khu đó. Đó, bạn thấy mấy con chó, mấy con mèo không? Đó, ngay đó là cái tiệm đó. Còn đây là toàn cảnh của nó đây. Bây giờ mình đã ở trong cái khuôn viên của nó, thì trong đây thì nó đã có rất là nhiều những cái đồ bán cho dụng cụ dành cho chơi người chơi cá đây. Như các bạn đã thấy á, đây là cái hồ, nó gọi là Fluence. Thằng này á, thì nó bao gồm tất cả các những dụng cụ từ máy lọc đến đèn và máy sưởi, tất cả nó đều nằm trong một cái hồ nhỏ như vậy. Giá nó rất là mắc thôi các bạn. Như thằng này thường á, nó là ít nhất cũng phải 40, 50 đến một cái hồ nhỏ như vậy. Nhưng mà nó sướng một cái là nó có bao gồm hết tất cả các bạn, đồ cho bạn trong đây luôn. Và dưới đây á, thì một cái hồ bự hơn một chút xíu. Cái hồ này á, thì nó cũng giống như cái thằng hồ ở trên thôi, nhưng mà nó chỉ khác một cái là kích thước của nó to hơn thôi. Thì giá nó cũng là mắc hơn, như thằng này thì 100 đồng một cái. Và ngoài ra thì nó có nhiều kiểu dáng khác nhau, như thằng dưới á, thì các bạn nhìn thấy là kiểu màu trắng. Thằng này thì nó rẻ hơn, thằng này thì nó chỉ là một cái hồ kiến bình thường và có nắp nắp ở trên, và nắp ở trên nó có đèn. Thì giá nó có 40 đồng thôi, đến 49 đồng. Và cái thằng ở trên này á, thì nó là một cái loại mà hình tròn như cái quả cầu tròn á, để trên bàn. Cái này thì để nuôi cá beta là tuyệt, nhưng mà mình ghét một cái là nó rất là bé và nó không có cái máy nhiệt. Các bạn, mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem, hầu hết tất cả là những cái hồ kiến khác nhau đó, từ những cái ly và cái chén kiểu nó làm nữa. Thì mình rất là thích cái kiểu này, nhìn rất là hay, giống như một cái ly bự đó. Cầm lên uống mình được đó. Tiếp tục, đây là thêm một đống gian hàng để hồ nữa đây, rất nhiều và nhiều chủng loại và rất nhiều size khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên gian hàng mà đồ lọc của nó. Đồ lọc của nó thì nó rất là nhiều loại, thì mình rất là thích cái loại hàng bio này. Bio này thì nó bao gồm cái carbon ở trong này, nó vừa còn có luôn cả cái miếng lọc, và nó luôn cả có những cái giống như là loại như đá nhâm thạch á, nó sẽ làm cho hồ cá của bạn nó sẽ có nơi mà có vi sinh vật nó sống nữa. Này rất là tốt nhưng mà giá nó rất là mắc nên mình không giờ xài mấy này, mình tự chế không à, tự chế giá nó có đồng. Còn thằng này á, mình xài giá 17 đồng 99 lại một cái. Đây là những bộ lọc khác nhau, bạn có thể trồng cây ngay trên đây luôn, cây thủy sinh á. Và đây là nó nơi nó bán những cái miếng lọc cực kỳ mắc, muốn bông của nó những 6 đồng mấy mà có chút xíu à, ở Việt Nam mấy cái miếng này chắc 10 ngàn à, chưa tới nữa. Và đây là những cái carbon này các bạn, mình không bao giờ xài mấy cái này, thì thật sự rất là phí tiền, cứ khoảng chừng gần tháng là phải thay một lần, mà trong khi đó bạn chỉ cần thay nước thường xuyên đó, là không cần phải xài cái này nha các bạn. Thì bên này nó có luôn cả cái máy lọc mà loại cho, nó gọi là cast filter. Mình rất thích thằng này, nếu mà bạn có hồ lớn á thì bạn sẽ dùng thằng này thì nó tốt hơn, nhưng mà mình thì mình tự chế hơn. Cái này nó bán những 100 đồng lận, còn nếu mà mình tự chế á, thì công năng và tính dụng á, nó y chang nhưng mà nó rẻ hơn rất là nhiều, khoảng chừng 20-30 đồng. Đầu là mình sẽ lấy đồ ăn của những chủng loại khác nhau. Đồ ăn này á thì nó của hầu hết tất cả các loại cá nước ngọt, và cái này ấy, thì nó lại tấm miếng vụn vụn, mình thì không giờ cho nó ăn mấy loại này mấy. Có cả những loại đồ ăn mà làm cho màu cá nó lên đẹp, nó gọi là natural color enhancers. Thằng này ấy, thì bạn
muốn cá của bạn nó lên màu đẹp, nhất là những cái màu đỏ thì bạn nên cho nó ăn thằng này, nó lên màu rất là đẹp. Ở trong đây nó bán luôn cả thức ăn dành cho cá beta. Beta thì rất là nhiều chủng loại, đây này, bạn thấy không, rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ thích loại omega 1 này á, thì nó không có bằng cái loại mà mình đang cho ở nhà. Tiếp tục giới thiệu cho các bạn đến những các loại thuốc, thì phần này chính là gọi là tap water conditioner, thì nó là nước trung hòa. Nước trung hòa này nó làm cho những độ như là chlorate á, những người Việt Nam hay gọi là chlor, thì nó làm cho cái độ chlor nó giảm đi và nó an toàn cho cá. Đó là cái nước trung hòa mà mình hay nói trong những cái chlor của mình để cho các bạn mua chính xác này luôn. Nó tốt cho cá rất là nhiều. Đó, có cá là giảm stress nữa và nó cộng thêm thuốc kháng sinh cho nó nữa, rất là tốt và tốt hơn lá bàng rất là nhiều. Bên này mình không bao giờ xài lá bàng, mình toàn xài nó không à. Còn đây thì nó bán những cái loại về dành cho cá nước biển, và đây nó có luôn, nó bán luôn cái thước đo nồng độ mặn của cá dành cho người bạn mà nuôi cá nước biển, và như những người nào mà nuôi cá lóc cho beo hoặc những con cá ở trong nước lợ, các bạn bắt buộc phải mua cái loại này nha các bạn. Giờ này bán cá của nó thì nó cũng không có nhiều, nó khoảng chừng 50 mấy thôi, chủng loại khác nhau thôi. Mỗi một cái ngăn như vậy thì một loại cá khác nhau. Ngăn này thì nó có cá là tai tượng châu Phi, trắng, đen, rồng, cá vẹt hay là gọi là cá slip nữa. Bán gọi là cá này là gọi là rainbow rod short, thì nó có cái đuôi màu đỏ mà thân màu đen đó. Và mình cũng thích thằng này. Thằng này nó có tác dụng là ăn những chất dư thừa dưới đáy rất là tốt. Các bạn, nếu các bạn nào có muốn mua những em này để ăn những chất dư thừa, nó giống như cá chuột vậy đó. Nếu đến một loại cá mà mình rất là thích, cái loại này á, nó gọi là cá glass catfish, nó trong suốt à, bạn có thể nhìn xuyên con người nó luôn. Là những cái con coral nè, cái này nước mặn 100% nha các bạn. Cá nước mặn thì rất là đẹp nhưng mà rất là khó nuôi và cực kỳ tốn kém, nên không bao giờ mình nuôi cá nước mặn hết. Nhưng mà các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp. Đây, những em Nemo đây, ai mà coi phim Nemo là biết liền nó đây. Đó, cái này gọi là anchovies, mà anchovies mà này cái ông tiên á, cái ông tiên mà dành cho nước mặn đó bạn, đó nó đó. Cái em này là một trong những em mà rất là thích, cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương luôn. Con này thì nó có những loại như là cá đuôi kiếm, có nhiều con này mình tưởng cá lòng tong không chứ, y chang cá lòng tong, nó tới cái tay mình tưởng cho nó ăn đồ ăn đó. Cái con cá màu vàng sọc đen đen không, đó, tay gà bét mấy con đó, nó lớn to bằng cái bàn tay á. Là nhỏ đâu. Mình sẽ qua những em mà bán thành lằn. Sẽ có những con gecko. Gecko là những con thành lằn mà trong nhà đó các bạn. Bạn hay nói là tắc kè, mình chăn đất. Mình nghĩ là như vậy. Đây một em nữa, đang lỡ cái đầu ra nhìn đây. Em này mình rất là thích. Rồng Úc. Cái con này hay biết xíu không? Các bạn biết ở nhà mình thì có con to gấp 10 lần con này. Con này mà cho vô con đó, nhà mình là nó ăn thịt con này liền. Mà giá nó không rẻ đâu, 59 đồng, 99 một con lận. Đây là những con ốc biển mà nó vẽ lên hoa văn, nó bán rất là mắc, 7 đồng, 8 đồng một con lận. Thì nó bán những cái gian hàng về chuyên những cái đồ dụng cụ dành cho bò sát. Thì từ bóng đèn sưởi nắng đến bóng đèn sưởi ấm và những cái dụng cụ nho nhỏ giống như là bóng đèn mà có tia chiếu UVB, nó tốt cho bò sát, đồng Úc hay là chanh rắn, nó làm cho màu da lên đẹp. Nó còn bán đồ ăn tươi nữa, nó nhìn là nó bán dế nè, trong một cái hộp như vậy. Rồi bao nhiêu con đó, có 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng hoặc là 4 đồng. Rồi bán những con sâu sâu nữa, người ta gọi là mealworm. Cái beta trong đây thì nó rất là nhiều chủng loại khác nhau, nhưng mà nó cũng không đa dạng nhiều chủng loại như ở Việt Nam lắm. Đây thì King Male Beta, mình rất thích con này. Khoi beta đây, đó, màu vàng và màu đen. Thấy mấy em này rất là tội nghiệp, tại vì cái môi trường nó không được tốt lắm. Đa số những con bạn thấy không, con mà nhóc đầu lên là đàn đó đang bị stress, con mà nằm trên dưới đáy là cũng đang bị stress luôn. Hầu như tất cả những con trong này đều bị stress hết, tại vì nó ở trong cái môi trường không có thích hợp với nó. Độ thì quá thấp làm cho nó không thoải mái. Cá mái nó thì chất lượng thì cũng ok thôi, nó không có được sắc sảo gì lắm, mà giá mắc nữa, 4-5 đồng một con lận. Beta này á, giá cũng rất là cao tùy theo loại. Thấp nhất của nó là 4 đồng, 5 đồng, và cao nhất của nó là 20-30 đồng một con. Cây thủy sinh đóng hộp, có nghĩa là đóng hộp sẵn mà treo dưới ẩm, làm cho lúc nào nó cũng có độ ẩm hết, nó không có chết. Giờ mình đến gian bán chim chóc. Đây là một em vẹt. Rồi đến một em vẹt khác, mình rất thích em này, nhưng mà giá nó cao quá, nhưng 800 một con lận. Không biết bây giờ phải bỏ tiền nào để mua em này đây. Đây là cái gian hàng nó bán đồ ăn cho vẹt. Hầu hết là tất cả những loại đồ ăn khác nhau, từ loại ngũ cốc đến những loại hạt mà chế biến, và những cái loại lúa mạch nó cũng có luôn đó các bạn ha. Đây là lúa mạch đó. Rồi có loại giống như kẹo dẻo luôn nè. Cái này á, là nó là đu đủ xay khô đó. Bên kia đồ ăn cho chó mèo.
còn sau mình á là những cái lồng nó bán, lồng nó bán có tùy loại, thường á nó bán rẻ nhất là 30 mấy đồng một cái, còn nếu mà loại mà phức tạp một xíu giống như cái hình này á thì là 70 đồng một cái. Còn thằng này thì nó có phức tạp một chút xíu nữa là nó phải treo lên tận ở trên luôn đó, bạn thấy không, nó là bự và treo lên tận trên thì nó 100 đồng một cái. Đó chính là cửa hàng bán cá ở gần nhà mình mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Cửa hàng bán cá này á thì nó không có nhiều đa dạng về chủng loại cá, nhưng cứ mỗi theo mùa là theo xuân hạ thu đông nó sẽ xoay những cái mùa cá khác nhau, có nghĩa là mùa này thì nó sẽ có những loại cá này và mùa kia nó sẽ có những loại cá khác, chứ không bao giờ nó cố định một loại cá duy nhất. Đó là chính một đặc điểm mình rất là thích cửa hàng bán cá này. Và đặc điểm thứ hai nữa đó là những con cá ở trong cửa hàng này thì rất là ít khi nào mà bị bệnh và mình cực kỳ thích nó. Ngoại trừ những con cá beta thì mình thấy hơi tội nghiệp một chút xíu, thì mình cũng có ghi một cái ghi chú phản ánh lại tại vì cho cái cửa hàng đó. Ở bên Mỹ này mình rất là thích một cái là khi không vừa ý một cái gì đó trong một cái cửa hàng nào đó, không nhất thiết là cửa hàng bán cá, bất cứ cái cửa hàng hay là một cái tiệm nào đó thì bạn có quyền ghi một cái ghi chú, và nó có một cái hộp ghi chú, bạn chỉ cần ghi những điểm không thích và cần cửa hàng đó nó phát triển thêm về cái mặt này mặt kia thì bạn chỉ cần ghi vào đó và nhét vào hộp thư của nó, thì người chủ hay là người manager, có nghĩa người quản lý ở đó, người ta có trách nhiệm là đọc mấy cái đó và người ta sẽ làm mới và yêu cầu của khách hàng nó càng nhiều thì người ta sẽ làm đúng như cái ý của khách hàng đó. Thì mình cũng có ghi chú để nói cho cái cửa hàng đó nghe về là cái cách mà người ta không có chăm sóc tốt về những con cá beta. Tại vì những con cá khác thì người ta chăm sóc rất là tốt, đi những con cá beta á, thì các bạn đã thấy á, người ta đối đãi với con cá beta thì rất là nó giống như là ngược đãi vậy đó. Nó nằm trong một cái hũ nhỏ xíu à, và khi đó nước á, thì nó không có được sạch sẽ, và thứ hai người ta cũng không bao giờ mà thay nước thường xuyên cho nó, và cái thứ ba nó không bao giờ có đồ lọc oxy, và cái thứ tư nữa là những con cá beta đó ở trong cái nhiệt độ cực kỳ thấp, mà các bạn biết đó, cá beta thì nó thích ở cái nhiệt độ là ít nhất là cũng phải là 27 đến 30 độ C, mà trong cửa hàng đó lúc nào cũng mở máy lạnh thì dĩ nhiên là cái nhiệt độ nó lúc nào cũng 24 25 độ C thôi. Cái nhiệt độ cá vẫn sống được nhưng mà nó sẽ rất là dễ bị mắc bệnh. Đó là tại sao khi các bạn vô trong cửa hàng bán cá đó, các bạn thấy những con cá beta nó nằm rất là ẻo oải và không có sung. Đó chính là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì về các loài cá, cây thủy sinh hoặc là những cái dụng cụ nào mà để làm lên hồ cá cho nó tốt và cho nó đẹp và cho nó càng ngày càng phát triển cho cái hồ của bạn nó đẹp hơn, thì bạn cứ nhắn tin comment ở dưới cho mình hoặc là gửi qua bên Facebook cho mình thì mình sẽ trả lời một cách sớm nhất. Trong tất cả những gì mình có am hiểu và mình đã biết được từ trước tới nay thì mình sẽ trả lời một cách cực kỳ chính xác và chuẩn nhất cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của ngày hôm nay của mình nha. Các bạn nhớ bấm like và subscribe để theo dõi những video mới nhất và hay hơn nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.